Xin chào tất cả các em học sinh khối 11. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giải cho các em sách Đại số và giải tích 11 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em đó là bài số 3. Bài số 3 thì phần 1, phần 2 thầy đã giúp cho các em xong những bài tập trong cái mục. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần bài tập về nhà. Là câu hỏi và bài tập. Nội dung câu hỏi và bài tập nằm ở trang số 41. Chúng ta cùng nhau đến với bài 27. Nội dung bài 27 như sau. 2 cos x trừ căn 3 bằng 0. Thì ghi là D nhé. 2 cos x trừ căn 3 bằng 0. Như vậy tương đương với cos x, xin lỗi, 2 cos x sẽ bằng căn 3. Được không? Tương đương cos x sẽ bằng căn 3 chia 2. Hình dung được không? Tương đương cos x sẽ bằng bấm shift cos của căn 3 chia 2 nhé. Shift cos căn 3 chia 2 thì sẽ ra b chia 6. Được không? Như vậy thầy sẽ tương đương với cos u bằng cos v thì hai tình huống ha. X bằng b chia 6 cộng k2b, x sẽ bằng trừ b chia 6 cộng k2b. Được không? Rồi, chúng ta cùng nhau đến với nội dung của câu 27b. Đề như sau. Căn 3 tan 3x trừ 3 bằng 0, tương đương căn 3 tan 3x sẽ bằng 3. Tương đương tan 3x sẽ bằng lấy 3 chia căn 3 nhé, 3 chia căn 3 thì còn căn 3. Tương đương tan 3x sẽ bằng tan, bấm shift tan của căn 3 nhé. Shift tan của căn 3 thì là b chia 3. Được không? Tương đương 3x sẽ bằng b chia 3 cộng kb. Được không? Tương đương x bằng b chia 9 cộng kb chia 3 và k thuộc z. Rồi nội dung của câu 27 cuối cùng là câu 27c. Câu c đề như sau. Sin x cộng 1 nhân 2 cos 2x trừ căn 2 bằng 0. Đây được gọi là phương trình tích ha. A nhân b bằng 0 thì tương đương với sin x cộng 1 bằng 0 hoặc là 2 cos 2x trừ căn 2 bằng 0. Được không? Tương đương sin x sẽ bằng âm 1. Được không? Hoặc là 2 cos 2x sẽ bằng căn 2. Được chưa? Tương đương sin x sẽ bằng âm 1. Cos 2x sẽ bằng căn 2 chia 2. Được không? Tương đương x sẽ bằng, bấm shift sin của trừ 1 nhé. Shift sin của trừ 1 thì sẽ ra là trừ b chia 2. Kết quả bằng trừ 1 thì cái đuôi sẽ là k2b. Đây là cos u bằng cos v. Được không? Bằng cos của b chia 4. Được không? Như vậy thầy sẽ tương đương với x bằng trừ b chia 2 cộng k2b. Hoặc là 2x sẽ là bằng cộng trừ ha, cộng trừ b chia 4 cộng k2b. Và tương đương thầy làm gộp chỗ này á, x sẽ bằng trừ b chia 4 cộng k2b. Hoặc là x sẽ bằng cộng trừ b chia 4 mà chia thêm 2 nữa là chia 8 cộng với kb. Điều kiện là k thuộc z. Được chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu 28a. Giải phương trình, đây là phương trình bậc 2 nhé. Thầy ghi là D nhé. 2 cos bình x trừ 3 cos x cộng 1 bằng 0.
Rồi phương trình này giải làm sao? Thì phương trình này chúng ta chỉ việc bấm mod 53, ẩn của chúng ta là cos x bằng mod 53 2 trừ 3 1 1 với lại 1 phần 2. Được không? Cos x bằng 1 thì tương đương với x sẽ bằng shift cos 1 nhé. Shift cos 1 thì ra 0 và đuôi là K2B. Cos x bằng cos của shift cos 1 chia 2 là cos của B chia 3. Tương đương x bằng K2B hoặc x bằng cos luôn cos V, ô bằng cộng trừ nhé. B chia 3 cộng K2B và K thuộc Z. Được không? Ok nha. Rồi tiếp theo ta sẽ đến câu B. Cos bình x cộng sin x cộng 1 bằng 0. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là, một là chuyển về sin hết, hai là chuyển về cos hết. Nhưng mà ở đây sin bằng nhất thì ưu tiên sẽ chuyển về sin nhé. Cos bình thì bằng 1 trừ sin bình. Vì lý do là sin bình cộng cos bình bằng 1, cos bình bằng 1 trừ sin bình. Cộng với sin x cộng 1 bằng 0. Tương đương trừ sin bình x cộng sin x. 1 cộng 1 là 2. Được không? Tương đương bấm mốt 53 nhé. Trừ 1 bằng 1 bằng 2 bằng 2 với trừ 1. Sin x bằng 2 hoặc sin x bằng trừ 1. Nhưng mà chúng ta biết rồi, giá trị của sin thì nằm trên đoạn từ trừ 1 đến 1, cho nên sin x bằng 2 loại ha. Được không? Sin thì chỉ giới hạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Sin x mà bằng trừ 1 thì tương đương x sẽ bằng, bấm shift sin trừ 1 giúp thầy nhé. Shift sin trừ 1 thì nó sẽ ra là trừ b chia 2. Kết quả là trừ 1 thì đuôi là k. Kết quả là trừ 1 thì đuôi là k2 2b. Ok nghe. Rồi phương trình tiếp theo là phương trình liên quan đến tan. Đề như sau. Câu C. Căn 3 tan bình x trừ 1 cộng căn 3 tan x cộng 1 bằng 0. Được không? Tương đương tan x bằng và tan x bằng hoặc ha. Mod 53 căn 3 trừ 1 cộng căn 3 1 1 với lại căn 3 chia 3. Được không? Tương đương tan x bằng tan của b chia 4 tan b chia 4 thành 1. Rồi bấm shift tan của căn 3 chia 3 nhé. Shift tan của căn 3 chia 3 là tan của b chia 6. Được không? Như vậy ở đây nó có tan u bằng tan v thì tương đương với x sẽ là bằng b chia 4 cộng k2b và x sẽ là bằng b chia 6 cộng k2b. Điều kiện là k thuộc z. Được không? X bằng b chia 4 cộng k2b, x bằng b chia 6 cộng k2b. Xin lỗi, tan u bằng tan v thì chỉ là kb thôi ha. Tan u bằng tan v, u bằng v cộng kb, u bằng v cộng kb ha. Rồi xong câu 28. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu 29. Nội dung câu 29 như sau. Giải các phương trình sau trên khoảng để cho, rồi dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi để tính gần đúng nghiệm của chúng, tính chính xác đến hàng phần trăm. Câu 29 nha. Đề là 3 cos 2x cộng cho 10 sin x cộng 1 bằng 0. Chúng ta giải nha, chúng ta giải. Tương đương. Mục tiêu là đưa về sin nhé, đưa về sin.
Cos 2x thì có 3 công thức là bằng cos bình trừ sin bình, 2 cos bình trừ 1 và 1 trừ 2 sin bình. Ở đây thầy sử dụng 1 trừ 2 sin bình cộng 10 sin x cộng 1 bằng bằng 0. Được không? Cos 2x thì bằng 1 trừ 2 sin bình tương đương 3 trừ 3 nhân 2 là 6. 6 sin bình x cộng 10 sin x cộng 1 bằng bằng 0 tương đương ở đây là trừ 6 sin bình x cộng 10 sin x 3 cộng với lại 1 nữa là 4 ha. Là bấm máy thôi, tương đương sin x bằng và sin x bằng được chưa? 1 5 3 trừ 6 bằng 10 bằng 4 bằng 2 với trừ 1 phần 3. Rõ ràng là sin x bằng 2 thì loại nha. Sin x bằng 2 thì loại. Được không? Sin x bằng trừ 1 phần 3 thì tương đương với x sẽ là bằng sin x sẽ bằng sin alpha đi ha, với sin alpha thì bằng trừ 1 phần 3. Alpha là góc xấu, được không? Alpha là một góc rất xấu, được chưa? Rồi tương đương hai tình huống nhé, x bằng alpha cộng k k 2 pi hoặc x sẽ bằng bằng gì? Pi trừ alpha cộng k k 2 pi k thuộc z. Được không? Ổn nha. Rồi vấn đề là alpha là nhiêu nè, vấn đề là alpha là nhiêu. Thì bạn bấm cho thầy shift sin shift sin của trừ 1/3 thôi. Rồi ra biết alpha bằng bao nhiêu. Alpha sắp xỉ là trừ 0,3398 ha. Rồi tiếp tục nhé. Cái điều kiện của mình là trên cái tập người ta cho thôi. Chúng ta sẽ có này, x thuộc trừ b chia 2 đến b chia 2 suy ra trừ b chia 2 sẽ nhỏ hơn, trừ b chia 2 thì nhỏ hơn alpha cộng k2 2b lớn hơn b chia 2, được không? Tương đương trừ b chia 2 trừ alpha nhé, nhỏ hơn k2b, nhỏ hơn b chia 2 trừ alpha, được không? Tương đương trừ b chia 2 trừ alpha đem đi chia cho 2b. Nhỏ hơn k, nhỏ hơn pi chia 2 trừ alpha chia cho 2 pi, suy ra k sẽ lớn hơn, giờ là sắp xỉ nhé, sắp xỉ. Đây, đây là số alpha nè. Shift sin trừ 1/3 để đảm bảo tốt hơn chúng ta sẽ lưu lại nhé. Shift store nè, bạn thấy chữ store không? Được không? Shift store a. Được không? Ổn không? Shift store nha. Như vậy bây giờ thầy cần bấm cái số này thôi, bấm cái này là trừ b chia 2 trừ shift b phần 2 trừ cho alpha là chữ a này chia cho 2 shift b trừ 0,19 nha, trừ 0,1959 là trừ 0,2 đi. Cái này là pi chia 2 trừ alpha chia 2 pi ha. Thì ở đây là 0,3.
Được không? K là số nguyên lớn hơn trừ 0,2 nhỏ 0,3 thì suy ra K bằng 0. Được không? K bằng 0 thì chúng ta sẽ có x sẽ là bằng alpha. Được chưa? Alpha thì nó sẽ sắp xỉ là yêu cầu là làm tròn đến hàng phần trăm nhé. Hàng phần trăm hai chữ số. Hàng phần trăm là hai chữ số nhé. Là trừ 0,34 ha. Được không? Rồi, tình huống thứ hai là chúng ta sẽ có x là thuộc trừ b chia 2 đến b chia 2, được không? X thuộc trừ b chia 2 đến b chia 2. Rồi sao nữa? Suy ra trừ b chia 2 sẽ nhỏ hơn. Cái nghiệm thứ hai của chúng ta là b trừ alpha cộng k2b và nhỏ hơn b chia 2. Suy ra trừ b chia 2 trừ b cộng alpha nhỏ hơn k2b, nhỏ hơn b chia 2 trừ b, trừ b rồi cộng alpha. Chuyển vế đổi dấu á, được không? Tương đương k sẽ lớn hơn thằng này chia cho 2b, nhỏ hơn nguyên cái đống này chia cho 2b. Trừ b chia 2 trừ thêm b nữa là trừ 3b chia 2 cộng alpha. B trừ b chia 2 là trừ b chia 2. Đấy. Cộng thêm cho em alpha. Tương đương k sẽ lớn hơn, sắp xỉ thôi nhé, sắp xỉ thôi. Trừ 3b chia 2 đúng không? Trừ 3b chia 2 cộng chia cho 2 ship b ra kết quả là 0,8 ha. Được không? Còn này ra kết quả là trừ 0,3. Được không? Như vậy không có k ha. Suy ra k thuộc rộng, không có k. Như vậy chúng ta chỉ có một cái nghiệm là x sắp xỉ là trừ 0,34 thôi. Ok nha. Rồi tiếp theo ta sẽ đến câu B. Mấy bài này ngó dạy mình nó hơi dài nha. Rồi nội dung câu B như sau. 4 cos 2x cộng 3 bằng 0 tương đương 4 cos 2x thì sẽ bằng trừ 3. Cộng 3 thì chuyển qua thành trừ 3 nha. Được không? Được nghe, tương đương cos 2x bằng trừ 3 phần 4. Được không? Cos 2x bằng trừ 3 phần 4, hiểu không? Hiểu nha. Như vậy tương đương với lại là cos của 2x sẽ bằng cos của alpha ha. Với cos alpha thì bằng -3/4. Alpha là nhiêu thì một lát nữa bấm sau. Tương đương hai tình huống này. 2 bit bằng alpha cộng k2 2b hoặc là 2x sẽ bằng -alpha cộng k2b. Được không? Tương đương x sẽ là bằng alpha chia 2 cộng kb. X sẽ bằng trừ alpha chia 2 cộng kb. Rồi chúng ta có hai họ nghiệm nhé. Cái trường hợp thứ nhất là 0 đến b chia 2 đúng không? Trường hợp 1 là alpha chia 2 cộng với lại kb lớn hơn 0 nhỏ hơn b chia 2 tương đương trừ alpha chia 2 nhỏ hơn kb nhỏ hơn b chia 2 trừ alpha chia 2 tương đương chia b xuống nhé, trừ alpha chia 2 b nhỏ hơn k nhỏ hơn b trừ alpha chia 2 b.
Rồi, tương đương. K sẽ lớn hơn và nhỏ hơn bao nhiêu? Sắp xỉ thôi, suy ra thôi. Ship code ha. Ship code của trừ 3 phần 4. Lưu cái số này lại nhé. Được không? Ship code của trừ 3 phần 4 thì ra được cái số này. Chúng ta sẽ lưu lại ha. Máy tính là để radian nhé. Để radian. Ship store trừ. Đấy. Thì khi đó giờ thầy bấm là trừ a chia 2 happy ha. Trừ a chia 2 b bằng trừ 0,38 ha, trừ 0,4 đây. Rồi b trừ cho alpha chia cho 2 ship b thì ra là 0,11. Như vậy thầy suy ra k bằng mấy? K bằng 0 đúng không? Được không? K bằng 0 thì chúng ta sẽ có x sẽ là bằng k bằng 0 thì x sẽ là bằng k bằng 0 này. X sẽ bằng alpha chia 2. Và alpha chia 2 sắp xỉ. Alpha chia 2 sắp xỉ là 1.21 ha. Được không? Rồi, trường hợp số 2. Chúng ta sẽ giải cho cái tình huống gì? Chúng ta sẽ giải cho tình huống là 0 nhỏ hơn trừ alpha chia 2 cộng kb và nhỏ hơn b chia 2 tương đương alpha chia 2 chuyển với đổi dấu nhé, nhỏ hơn kb, nhỏ hơn b chia 2 cộng alpha chia 2 tương đương alpha chia 2 2b, nhỏ hơn k, nhỏ hơn b cộng alpha chia 2 happy. Được không? Suy ra k sẽ lớn hơn nhỏ hơn alpha chia 2b đúng không? Alpha chia 2b là 0,4. Được không? Rồi bây giờ đây, ở đây là gì? B cộng alpha chia 2b thì ra là 0,88. 0,9. Như vậy suy ra k thuộc rộng ha. Như vậy chúng ta chỉ có nghiệm là 1.21 thôi. Câu tiếp theo thì còn giúp cho các bạn, đó là câu C nha. Nội dung câu C thì tương tự thôi. Thì khỏi viết đề nhé. Đây là phương trình bậc 2 thôi. Cotan x bằng một trừ 3 trừ 10 5 với trừ 2. Được không? Thì thầy sẽ tương đương với là tan cho dễ nha. Tan thì lật ngược lại thôi. 1 phần 5 với là tan x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Được không? Rồi tương đương. Giải từng cái đi ha. Cái này ra hai cái rồi phải giải từng cái nữa. Quá dài đúng không? 1 rồi 2. Tan x bằng 1 này tương đương bằng tan của alpha với điều kiện là tan alpha bằng 1 phần 5 thì tương đương với x sẽ bằng alpha cộng k kb. Chúng ta sẽ có là 0 nhỏ hơn alpha cộng kb nhỏ hơn b. Được không? Tương đương trừ alpha sẽ nhỏ hơn kb nhỏ hơn b trừ alpha tương đương trừ alpha chia b sẽ nhỏ hơn k và nhỏ hơn b trừ alpha chia b. Được không?
Rồi K sẽ lớn hơn sắp xỉ bao nhiêu á. Bấm ship tan của 1 phần 5 đây nha. Ship tan 1 chia 5. Đây. Ship tan 1 chia 5 lưu lại dùm thầy. Ship store A. Rồi bấm trừ alpha chia bi nhé. Trừ A chia bi á. Trừ A chia bi là trừ 0,1. Bi trừ A chia bi. Bằng 0,9 ha. Như vậy từ đây thầy suy ra được K bằng 0 thì x sẽ bằng em alpha và alpha sắp xỉ. Alpha sắp xỉ là 0,2. Rồi xong cái hạn nghiệm đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hạn nghiệm thứ hai. Tan bằng -1/2 nhé. Đây. Tan x bằng tan của beta, nãy em phải là gì beta. Với điều kiện là tan của beta sẽ bằng -1/2. Rồi tương đương x sẽ bằng beta cộng kappa. Chúng ta sẽ có 0 nhỏ hơn beta cộng kappa và nhỏ hơn pi tương đương trừ beta nhỏ hơn kappa nhỏ hơn pi trừ beta tương đương k sẽ lớn hơn trừ beta chia pi và nhỏ hơn pi trừ beta chia pi. Được không? Tương đương nó suy ra thôi. K sẽ lớn hơn nhỏ hơn. Bạn cần bấm beta bạn lưu lại nhé. Ship tan trừ 1 chia 2 bằng lưu lại là ship store b. Được không? Rồi bây giờ là trừ b chia b đúng không? Trừ b ship b bằng 0,1. Tiếp theo là b. B trừ cho b chia b là 1,1. Như vậy suy ra k bằng mấy? K bằng 1 đúng không? K bằng 1 thì suy ra x sẽ bằng beta cộng b sắp xỉ này. Đây beta cộng pi bằng 2,68 ha. Đây cái nghiệm. Rồi bài cuối cùng thôi, những cái bài này rồi nội dung bài như sau, đó là câu D. Câu D chúng ta có là 5 trừ 3 tan của 3x bằng 0 tương đương trừ 3 tan 3x sẽ bằng -5 tương đương tan 3x sẽ bằng 5/3. Được không? Tương đương tan 3x sẽ bằng tan của em alpha. Đúng chưa? Hiểu không? Với điều kiện là tan alpha bằng 5/3 tương đương 3x sẽ bằng alpha cộng kb tương đương x sẽ bằng alpha chia 3 cộng kb chia 3. Bây giờ soi cái điều kiện nhé. Chúng ta có điều kiện là gì? Trừ b chia 6 nhỏ hơn alpha chia 3 cộng với lại kb chia 3 và nhỏ hơn b chia 6 tương đương trừ b chia 6 trừ alpha chia 3 nhỏ hơn kb chia 3 nhỏ hơn b chia 6 trừ alpha chia 3. Tương đương trừ b chia 6 trừ alpha chia 3 em đi chia cho b chia 3 nữa nhỏ hơn k nhỏ hơn b chia 6 trừ alpha chia 3 chia cho b chia 3.
suy ra k lớn hơn, nhỏ hơn, sắp xỉ bao nhiêu á. Bây giờ lưu cái alpha là shift tan, shift tan của 5 chia 3 so shift tan của 5 chia 3 này, so shift store lưu lại xong bấm thôi. Đây bằng trừ 0.83 được không? Đây bấm thằng này 0.17, như vậy thì suy ra k bằng mấy được? K bằng 1 đúng không? K bằng 1. Khi k bằng 1 thì có cái hội nghiệm của nó là x sẽ bằng, k bằng 1 là x sẽ bằng alpha chia 3 cộng với là b chia 3, và nó sắp xỉ. Đây sắp xỉ là 1.39 ha. Được không? Như vậy bài 27, 28, 29 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở một buổi nữa là từ bài 30 trở đi. Xin chào tất cả các bạn.